Để tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024, sáng ngày 9 tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Yên Khương đã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho 55 nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Trên cơ sở tổ chức rà soát nắm chắc nguồn thực lực thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, trong đợt này xã Yên Khương đã phát lệnh gọi 55 thanh niên đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự đến khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và khám tuyển công an nhân dân. Để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Yên Khương đã xây dựng kế hoạch kiểm tra rà soát nguồn động viên tuyển quân, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện tốt các khâu sơ tuyển, đặc biệt là phát thông báo gọi khám tuyển trước đó theo quy định để thanh niên chủ động sắp xếp công việc tham gia khám sơ tuyển, nhất là đối với những thanh niên đi làm ăn xa. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đề nghị các gia đình vận động con em về khám sơ tuyển đúng thời gian. Nhìn chung, các thanh niên đã đến khám sức khỏe đúng thời gian quy định, chấp hành đúng yêu cầu công tác khám sơ tuyển. Kết quả sau một buổi triển khai công tác khám sức khỏe sơ tuyển tại địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Yên Khương đã lựa chọn được 33 thanh niên đạt tiêu chuẩn tiếp tục tham gia vòng khám tuyển tại huyện. Nhìn chung, tất cả các thanh niên của xã Yên Khương tham gia khám tuyển lần này đều có tinh thần tốt, hăng hái, sẵn sàng tham gia nhập ngũ, sẵn sàng hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc và nhân dân.